Chào cả nhà nha. Hôm nay mấy anh em sẽ chuẩn bị đi đánh vùng mới các bạn ơi. Giờ của tôi đang tóm những cái lưỡi, tăng cường lực lượng. Cũng là nắng quá kiếm ở vài chục con khô. Mấy anh em sẽ đi ra sông lớn quýnh nha các bạn. Ở trong này nói chung là cá nó cũng nhát rồi. Hy vọng mọi điều may mắn sẽ đến với anh em nha. Các bạn xem cái phần mấy anh em sẽ thả câu và đi thăm câu. Các bạn xem tiếp cái gì kiếm mình bắt câu để thả câu các bạn ơi. Miền Tây thì không có gì dân dã ngoài Bình Bác. Bình Bác nói chung là bây giờ ít ăn lắm. Mùa này thì Bình Bác nó chín. Bình Bác bao giờ lụm thôi chứ không cần bẻ nữa. Đó phải cây bển. Ngoài Bà Kinh nó cũng nhoi luôn. Cái này chưa chín hùng. Bẻ này để ngày mai thả. Phát hả? Bọc luôn. Đúng rồi. Đây giờ mồi màng nói chung là phủ phê các bạn ơi. Giờ mấy anh em sẽ đi tiến thẳng về Sài Gòn. Đây mấy anh em sẽ đi ra ngoài sông để thả câu. Các bạn xem tiếp video nha. Hai chào cả nhà nha. Bây giờ mình đang ở khu vực sông Cái. Bây giờ mấy anh em sẽ thả những cần đầu tiên. Cần này có hỏng mình đậu xe phải không? Coi xe. Cứ coi xe đi. Cái này móc lỗ thôi chứ đâu làm gì đâu con. Mình chỉ quay vài cần thôi nha các bạn. Tối mình sẽ đi quay thăm sao chứ nhiều cần lắm. Ô ở đây mình bắt nhóc nữa thôi. Vô đây thải. Đây hổng cá giò ụt rất là nhiều nha cả nhà. Đây cái biển bẹp cũng ngay bãi nữa. Đây cô tôi sẽ móc lỗ đây nha cả nhà. Họ sẽ móc lỗ đây để thả dây xuống. Mình quay chỉ vài dây thôi. Mình sẽ quay lại cái phần thăm câu cho cả nhà xem nha. Tại rất là nhiều dây, bữa nay mấy anh em thả tới mấy chục lần. Nè mình xin nhắc lại đây là sông Cái các bạn ơi. Sông Thượng Hòa nha. Đây do ở đây địa hình rất là khó đi cho nên là mình ở đây mình quay sơ cho các bạn xem như thế. Này thả hết mấy chục dây này đuối rồi của tôi. đi trên mây không à. Đây tiếp tục các bạn ơi. Hành trình này hơi mệt nha các bạn. 5-60 lời. Đi trên mây không. Đây cạn quá. Địa hình này khó khăn quá các bạn. Ổ mật đó cũng bự. Rồi. Tiếp tục móc lỗ đây nữa các bạn. Đây, móc lỗ kia ở đây nữa mình sẽ quay lại thăm câu cả nhà. Tại thăm câu rất là dài. Đây, chè bưởi luôn các bạn ơi. Đói quá. ba ly chè bưởi. Câu. Ba ly chè bưởi luôn. Thế nó tỏi rồi không rồi trúng số rồi có không? Trúng được tỷ mấy. Ghê vậy ha. Cái nhà chè báo luôn ha. Đây chè bưởi các bạn ơi, chè bưởi lưu động. Chè bưởi lưu động. Ồ thục phức luôn ta. Đây chè bưởi. Lấy cái đích vô bà con ơi. Cá tươi 1 kg 25 nghìn tươi sống đây cô bác ơi. Bán ngàn thùng vậy luôn hả? Cá tươi 1 kg 25 nghìn tươi sống đây cô bác ơi. Thùng như là khoảng bao nhiêu ly? Cá tươi 1 kg 25 nghìn tươi sống đây cô bác ơi. Đây nước cốt. Cá tươi 1 kg 25 nghìn tươi sống đây cô bác ơi. Đang đói khát gặp này quất luôn. Thường ít ăn chè bưởi lắm. Kệ. Nửa keo được không? Nửa keo được không? Lính của tội.
Hả? Quýnh bệnh tôi sợ, tôi sợ tôi không nhớ tôi càng luôn mấy gạo á. Anh có quen anh Tỏi không anh? Tỏi anh trúng tỷ mấy á, có cái nhà cho bá luôn á. Ủa biết vậy là biết của Tỏi luôn hả? Ừ. Anh có quen không? Vậy ở nhà sát bên hả? Nhà tôi ở bên lá đó, nhà đó. Lấy nhiêu vậy anh? 10.000 em. 10.000. Rồi lại anh Tỏi nhà nhà ngân hàng luôn, biết nhà anh Tỏi rồi phải không? Tỏi rồi. Đi thả gì vậy? Ừ, đi thả. Nghỉ câu hả? Nghỉ câu, câu nước nào cũng ăn. Rồi lụm mấy chục con ngày. Nói chứ ngày gà vài con được. Ngày bữa cũng không có cũng chừng. Đây người ly trà bưởi ăn thơm mát luôn các bạn ơi. Trà bưởi cái này là của Hậu Giang không phải Sóc Trăng. Sóc Trăng. Sóc Trăng hả? Dạ. Bên đây là ủy ban xã đó. Vậy hả? Rồi ok. Sở luôn nha các bạn. Rồi cảm ơn. Đây một ly trà bưởi thơm ngon các bạn ơi. Đó. Im. Cụ kêu cụ Tỏi ơi. Trà bưởi lưu động luôn các bạn, lần đầu mới thấy. Trà bưởi lạnh. Chiến sĩ và lẻ luôn nha. Trà bưởi lạnh thơm ngon đặc biệt đây sư bác ơi. Đây bây giờ mấy anh em thưởng thức. Trời ơi thằng gái nó ăn trà bưởi kìa, lòng thòng lên hển trời ơi. Ôi ôi hút lên luôn. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Đây buổi tối, nãy giờ mấy anh em thả công rồi, bây giờ tới giờ rồi phải đi thăm. Hy vọng mọi người xem clip và chúc mừng cho mấy anh em may mắn chút xíu nữa, bữa nay dính mùi vô. Đây bây giờ mấy anh em chuẩn bị xuất phát nha. Đây bây giờ mấy anh em vô điểm thăm các bạn ơi. Cần đầu tiên phọc nha các bạn. Bữa nay tại đi đông quá cứ thôi. Chơi đổ khừa. Ở đây. Mày ơi trời đổ khừa luôn. Hết nhân tạo cho nó coi. Trời dấp dòi kìa. Một pha té sao không thấy được các bạn. Thắng lết bánh đây luôn trời. Ơi trời, một pha té hài hước của cháu Khải. Tí xíu còn nữa cô Tỏi, chưa đâu. Rồi tiếp tục quay. Vô mê cung. Thẳng dậy không? Thẳng dậy không? Nữa hả? Nữa hả? Đồ con dĩa, con dĩa. Bay luôn hả? Đủ. Đừng có la, còn kẹp được đẹp phải vậy á. Của Tỏi á. Vậy? Của Tỏi ở đó kìa mắt mới. Nhánh đó đó. Hết còn tới cha. Mình bác cái cây vàng cây. Mình đi diễn hài hay cho con đi diễn hài. Cái ốc này hả? Ốc. Cho hái dài nhưng mà. Tỏi thả không biết đường luôn các bạn. Cái này đi cái đám lá đi quay ngập ra ngoài kia mới đi được. Khải nó bị lụm hoài trời. Hôm nay đi cái gì trời. Ơi có tình này. Có tình đó. Có tình nữa. Cái gì anh em ơi. Dính không? Bữa rồi, bữa rồi. Dính không? Dính thiệt à nè. Đồ quá. Trời trời trời. Ơi con cá cũng cỡ 2 kg mấy giống hồi sáng à, 2 kg 8 à. Trời bá luôn kìa. Ê ê ê. Cái cua dây. Cỡ 2 kg 8. Ê xích ra anh em. Thôi thôi. 3 kg. 3 kg. Kéo vô trong, kéo vô trong, kéo vô trong. Kéo vô trong dây nè. 3 kg chắc đi. Rồi lấy cái phần này nè. Rồi cá dính con chút xíu rồi. Thôi bự lắm rồi, cá này bự dài hơn cá. Dài hơn cá mình là sáng của Tỏi. Cá này là cá này câu lên là phê tay. Trên 3 kg luôn. Quá bự. Chú dính mép kìa, chưa tới mắt nữa kìa.
mới câu ghê rồi, ghê rồi. Vô hàng khủng rồi. Mày cá thả chứ phải cá câu. Cá bự hơn cái bụng ổng nữa trời. Mày bỏ vô. Không, tôi nói rồi, bữa nay là phải hàng khủng. Bữa hổm lột bên này quá trời mà. Quá êm các bạn ơi. Còn đắng kìa. Nhóc, nhóc đắng. Nhà dài đắng nhóc. Đây là lấy nhớt đầu tiên nha, hàng khủng các bạn. Rồi, đổ mày đầy luôn hả? Đầy luôn. Lấy cái vỏ ra khói. Hồi nãy không bạc, lấy cái ngạnh nó trước. Nhà có một chuyện nha. Ê, hồi nãy không lấy cái cục đá đập cái ngạnh nó trước. Nhà có một chuyện về trước à? Ừ. Phải bu bu vô vậy đó mới hên đúng không có tỏi. Qua anh bảnh này thế nào không dính cá khủng à. Không có cá, tảng đi. Ờ, bu vô đi theo cái tỏi rồi cho xôm xôm rồi coi anh em xuống vô. Đó lên. Tới chỗ mép lá đó kìa, có một ấy kìa. Xích tới chỗ mép lá. Đỉnh ai lụm giùm cái cây giùm đỉnh. Ăn đỉnh đi ngang không được giả luôn hên trời. Thế nào dính cá khủng nữa à? Nãy sao? Dính này. Vậy, dính thịt nữa hả? Dính này. Bự không? Để thao lên bà, để thao lên bà. Máng đại vô đâu đi cô tổn. Dây thẳng nữa các bạn ơi. Còn ngồi hả? Ờ, dính này. Chỗ này là phải leo chưa? Rồi anh em bu vô lót đường cho có tỏi bước lên. Xin ra khải, hồi người ta quăng cá lên mấy ông nội. Ấy bự nữa kìa. Ấy bự nữa này, ăn cá này nhỏ hơn kia chút xíu. Quăng đại đi. Ừ. Ê cái giỏ. Ra khải. Lên lên chị. Lên lên. Khủng nữa các bạn ơi. Trời hai con này trên 5 kg rồi. Đây, con cá chà bá nữa các bạn. Không, cá này 2 kg mấy à. Quá khủng nữa các bạn, bữa nay vô hàng khủng không. Không nên câu các bạn. Ghê ra. Ồ, quá hai con quá trời các bạn ơi. Bự quá bự. Bệnh luôn. Hai con này trên 5 kg nha cả nhà. Bữa nay phê luôn đó. Đổi dùng rất là chính xác. Rồi trời. Chặt giò lụm liền chứ bộ. Chiều của tối bị chặt giò hết phá rồi. Đây tiếp tục các bạn ơi. Quá rồi, có 4 kg á. Quá rồi. Cái mông cả 4 kg. Mông của tỏi. Phập các bạn ơi. Nã thủ bắn chuột cống các bạn. Đâu? Bắn ngoài đó thì sao lấy? Đại đi. Rồi vô tới trong luôn, bắn đại đi. Vô trong rồi. Trúng rồi đó. Trúng rồi đó. Lặn luôn. Trúng rồi. Thì lặn luôn rồi. Lên bờ, lên bờ. Chặn vô mình á. Đây kẹt á. Kẻ lú đầu kìa sao bắn. Bắn đại đi, bắn ngay đầu nó. Lú lông chút rồi. Qua anh kia. Đừng ngay chân kẻ này nè. Qua mép kia. Cái đó thấy chưa? Đây này. Mất luôn. Còn bắn luôn, đại cho nó chạy ra. Lấy cái à. Lấy đồ khều. Sao anh em sao rồi? Củ tỏi là đặt mấy chỗ là không ai vô được. Quá trời hai cá trời. Hai cá đầu tiên quá trời bự. Ơi hốt. Ai đạp ơi? Cái đạp cái gì vậy? Hồi sáng làm hai con 5 kg 2. Ở tập trước mấy anh em lụm hai con 5 kg 2 các bạn ơi. Cái này cá này bự hơn hai con sáng nhiều. Có đó đó.
Cứ tới thì chuẩn bị leo nữa này nha. Ôi thấy ông lội lòn qua đó luôn á. Mùi thúi như vậy. Một bệnh á. Tôi tỏ cái đạp men không. Bỏ dép luôn rồi. Ôi 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 quá rồi. Của tỏi ơi, lá mình bá lắp tùm lum rồi. Cái chân dép của tỏi. Kệ đó đã không. Ôi hàng gì của tỏi chèo hơi ga hơi lâu ha. Kìa lắp lá mình bá kìa của tỏi. Hiện trường còn lắm, giờ kêu công an qua điều tra coi. Lấy dấu, lấy ADN. Lắp lên bát nữa cũng lịch sự chứ. Hình như là cái cách mà xử lý này giống cách xử lý của thần quá ta. Vô cái bốc cái mùi nó lạnh trời. Cô tỏi đang lạc vô gần U Minh các bạn. Trước à. Hình đâu kìa. Đi gì mà giò không dính xình luôn ghê không. Dính miếng kìa. Một xíu. Ai cắt tôi vậy vậy? Rồi, để thở nè. Nghe nào, nghe nào. Tôi tỏi sập hầm rồi. Có sao không? Có sao không? Bé ơi, ui. Trời, ba nó té nó mừng. Tỏi mất giống rồi. Thôi quát luôn. Trời ơi trời, thằng té 10 thằng vỗ tay. Nhất là thằng con. Rồi trèo nó ngay cái bên đó là lụm rồi lụm rồi. Khi củ tỏi hồ dính cá. 100 tinh binh đổ vô. Bữa không? Trời, qua đường này nè. Thôi rồi, rồi lính càng quét các bạn ơi. Khi củ tỏi dính cá. Đâu. Rồi, quá trời của tỏi đi. Tỏi cắm trong đường này quá xá. À, đánh đứng xích ngoài đây chuẩn bị diều cá. Nắm ơi. Ê đứa nhỏ tránh ra cái đường này. Thụt ra đi con. Ê da. 4 à. 4 không? 400 thì. 4. Cút mẹ ơi. Mở coi đi. Còn. Để tôi cho củ tỏi. Nắm đuôi nó củ tỏi này. Quá các bạn nghe không? Nghe quá. Từ từ nghe chừng cái trứng nha. Ơi, bự hơn cao con nãy chút. Cũng được à. Quá, hàng khủng nữa các bạn ơi. Ơi, từ từ nó rớt vô giò cái bệnh luôn. Ê. Ông nín nè, từ từ. Đưa chuyện cho nó đỉnh kìa. Thôi, coi cầm luôn. Té chết. Cho nó ra cái đi cho dễ. Thấy rồi. Trời ơi, trời khủng nữa các bạn ơi. Con thứ ba nha. Đó, dính cạn phải không? Con này dính cạn sống rồi. Về cũng chết. Rồi, lên hàng các bạn ơi. Lại hàng khủng nữa rồi. Ôi. Lụm cái giò. Wow. Tụi các bạn ơi. Rồi, lên. Ừ, con cá này không có kỳ trời. Mặc cái gì rồi? Ơi, cá này không có cái ngạnh bên tay phải. Nó bị cục giò. Ủa, nhỏ hơn con đầu tiên chút xíu à. Cá này không được. Thôi vậy nha, nhà có một chuyện nè. Để coi có buồn mắt không? Quá trời luôn các bạn ơi, cá không ngon không? Trước là nhà có một chuyện nè. Nhiều đây là nhiều ký rồi, phong phỏng ơi. 8, 7, 8 ký rồi. Không sống đâu. Ê, nhiều đây nãy giờ cá 8 ký rồi đúng không? Cá này hả? 8 ký có rồi. Nãy 5 ký mấy rồi. Con này 2 ký mấy nữa thôi. Đổi gần 8 ký được. Ừ. Quá các bạn ơi, ba con. Căng vậy rồi. Đó, vậy giật lá luôn à. Dạ. Lủng. Lủng le ơi, lủng le chừng giống mình sáng không? Lủng le. Xe. Đây hết cần các bạn ơi. Ủa, có 2 giây hả? Hết rồi. Bây giờ mấy anh em về coi chiếc lợi phẩm nha. Đây được ba con các bạn ơi, đi mình đem về mình coi cá nó bự cỡ nào nha.
Quá trời, cả 8 kg. Đây bây giờ mấy anh em đã về tới nhà các bạn ơi, còn đầy đủ nha, không thiếu em nào nha. Đó. Đây củi tỏi luôn, nãy giờ té áo ốc có sao không, kiểm tra lại phần mềm coi. Hít củi tỏi té mà nó ngoài nó vỗ tay hì hì hì. Rửa rửa rồi cho đẹp đẹp ơi, anh em người cầm con lên lấy hình cho đẹp đẹp coi. Quá trời, dễ thì sống nổi. Con có được 3 kg không? Có, còn 3 kg à, con đó 3 kg đó. Con nó còn ngáp ngáp đó, cho nước vô. Con nó mới mà, con nó dính mép ngoài đúng không? Quá trời. Con nó còn ngáp ngáp kìa. Nó còn ngáp. Không không, không sống đâu. Nó mềm da, nhăn da luôn rồi. Con này sống mạnh á. Ừ, con nó sống á. Dạ. Dạ. Nó còn có con súng mà bà, con này sao không có súng bên này nè, kỳ vậy? Làm dấu. Con cá nó không có cái gai bên đây các bạn. Rồi cầm con đi, rồi. Đỉnh vô cầm con luôn. Con này còn sống mạnh nè. Đó, củ tỏi vô cầm con bự củ tỏi. Wow các bạn, ba con các bạn. Wow, quá trời bự các bạn. Quá khủng rồi. Đó. Em, rồi. Đó. Thao lấy cân thử đi, con cá nó nhiêu. Cân này, hồi lấy cái thao rồi, ghê không? Cá ngoài sông nó dài dài không à. Ừ. Ủa hôm gà mình cũng cá ngoài sông chứ trong đìa đâu. Tại cái khu đó. Cái cá này chắc trong đìa ra không? Quá trời. Không đâu, cá ngoài không? Cá trong đìa ra đó, cá dài đó đó. Nó ra hồi còn nhỏ nhỏ đó, rồi giờ nó bự lên đó. Đủ cá ở đây, không nhất tên nhôm. Quá trời. Bữa nay một ngày may mắn của mấy anh em nha các bạn. Bởi vậy. Cá hàng khủng luôn các bạn. Con này nãy ra máu hết trơn rồi, với con này nuốt nè, con này chết luôn nè, con này dính giữa nè, con này dính đầu tiên nè. Gì được không? Này ra máu rồi nè, cá dài đó là nó còn sống luôn phải không? Nó mang rồi đấy, bầm rồi đấy. Chết rồi, con nó chết rồi. Đúng rồi. Con sao lại giống nè. Mấy cái dài đấy, cá trong mương ra đó. Ôm nhát tâm nhôm, dòm thấy gì. Tại thiếu ăn á. Trong cái trong nhỏ này cá đi cục cục. Wow, cá ngon không các bạn. Cá ngoài sông cá dài dài gì á. Ồ, cá này ăn không được đâu nghe, cá ấy đó. Nước cháo nó lâu gì. Êm. Ồ, nó cũng còn còn mạnh đó. Không có đâu, vậy sống nổi không nội. Ra đi rồi cứ tối thăm nó, cách 2 tiếng thăm nó 1 lần. Chơi mấy ngày mai nữa lên 5 kg luôn đó. À, lấy cân rồi, cân thử của tỏi. Cân rồi. Thả con này vô mồm không? Lấy cân rồi đến. Kìa, cân kìa tỏi, tỏi. Cân thử bự coi. Cân thử từ con thử coi. Cân từ con, ấy cái cân dẫn cân lại kìa. Nó ra 9 kg luôn à. Không đâu, cá đó ký gửi đó. Coi nè, coi nè, coi nè. Nhiêu? Ký gửi. Từ. Trời, ký 7 luôn. 7 luôn. Hay nữa, bằng cá là sáng. Nè, đây nè, hàng khủng nè, tới hàng khủng nè các bạn. Không, con kia thứ nhì đi. Con này 3 kg đó. 3 kg. 3 kg mấy luôn. Hay quá, 2 kg mấy à. Đâu, giữ gì trời, sao nhẹo vậy? Bệnh luôn. Như nãy cầm như nãy để ngang như nãy. Đụng đất á. Đụng nhiêu đâu? Nó có ốm, đâu có nặng đâu. 2 kg 6, 2 kg 7 đi. 2 kg 7 luôn. Ủa vậy là nhỏ, nhỏ vậy là nhỏ hơn con. Ủa. Con dài không có. Bự hơn con sáng chút. Con 2 kg 8 đó. Chết rồi. 2 kg mấy. 2 kg 4. 2 kg 2. Cái dài nó không có nặng. Ờ nó không nặng bằng cá mình hồi sáng trong kia trời. Hai kia vậy 2 kg 6 luôn á. 2 kg 6 mà giờ nó nhỏ không thế. Hai con này là 5 kg. 5 kg là 6 kg rưỡi. Ừ. Cần củ tỏi luôn, cân luôn. Cân củ tỏi luôn. Con đi cái nửa tiếng chứ được 3 con. Con 6 kg luôn mấy. Con kia. Con kia bữa hổm chỉ 8 2 kg. Sống không? Wow. Sơ sơ làm cũng mấy cái cá. Cái thao bánh này bự. Sao? Con này đi nhỏ không? Không biết cá bự. Trời 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 trời. Hai con hả? Mày nói con lấy bữa nổi quất cá bự bự. Đây, cá sớm lại các bạn ơi. À. Bữa nay có ông Thần á, không có ông Thần là xong rồi. Thiệt, nhà ông Thần cũng hên á. Nhà ông Thần không gãi muốn phải sửa bên này á chứ. Uống bệnh không bên này không thích học á chứ. Mốt cứ qua đây được. Đây giờ cái buổi
thăm câu cá của mấy anh em đến đây là kết thúc các bạn ơi. Một màn biểu diễn đầu tiên buổi tối rất là ngoạn mục, ba con khủng. Đó. Đó, bạn đón xem tiếp nha. Con nó thả đại vào đi. Có gì thăm nó làm sao? Có gì thăm? Ủa con đó nãy nó dính sao ta? Hình như là giờ clip đến đây kết thúc các bạn ơi. Hy vọng mọi người xem clip vui vẻ và nhớ chia sẻ và đừng quên like và đăng ký kênh để xem nhiều clip mới của kênh Ngắn Năm TV nha. Ồ, giờ ba con quá đã. À, giờ bye bye nha.